Kính thưa cha Triều, kính thưa quý ông bà và anh chị em, có ba điều mà các linh mục khó nói. Điều thứ nhất là nói gì về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Cũng giống như vậy, điều thứ hai, làm sao trình bày cái mầu nhiệm này. Và cái thứ ba, làm sao cắt nghĩa cho giáo dân hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi này. Thật là khó có câu trả lời thích đáng. Tại sao một Thiên Chúa độc nhất mà lại có ba ngôi vị khác nhau? Nói gì bây giờ? Lấy gì để giải thích? Làm sao giải thích rằng ba ngôi ấy khác nhau mà không phải là ba Thiên Chúa mà chỉ có một? Rất khó. Rất khó vì hai trở ngại chính. Trở ngại thứ nhất, đầu óc con người chỉ hiểu biết có vậy thôi. Nhưng cái trở ngại thứ nhì quan trọng hơn, đó là ngôn từ mà con người dùng để giới thiệu rất giới hạn. Thành thử ra, hãy nói về mầu nhiệm này, luôn luôn các nhà thần học dùng những hình ảnh để trình bày, chứ không phải để giải thích. Tôi lặp lại, để trình bày, tức là vẽ ra hình tượng, chứ không thể giải thích được. Tôi lấy ví dụ thứ nhất, tôi có ba ví dụ để trình bày với thổ dân người Úc Châu đây. Thì giáo hội Úc dùng hình ảnh lửa để nói về Thiên Chúa Ba Ngôi rất đúng. Và họ hiểu liền là vì cuộc sống của họ gắn liền với nước và lửa, nhất là lửa, đến mức độ những sản phẩm của lửa là tro, là cái gì họ rất cần để tẩy sạch trên người. Họ đâu có dùng xà phòng như mình. Cho nên đã một thời người ta phải bàn luận rất kỹ ở giáo hội Úc, những người theo Kitô giáo, theo Thiên Chúa thì xin làm phép rửa bằng tro, là vì đối với họ tro họ cần hơn nước nữa. Cho nên khi nói về lửa thì đồng bào hiểu liền, nói lửa thì luôn luôn có sức nóng, có ánh sáng. Lửa, nóng, sáng luôn luôn đi với nhau. Cái nào có trước? Có người nói lửa có trước. Nếu không nóng thì sao lửa cháy? Lạnh ngắt có cháy không? Rồi có người nói ánh sáng có trước. Sáng thiệt sáng có cháy đâu? Nó trời đang sáng đâu có gì cháy nếu không có nóng. Không thể biết cái nào có trước, cho nên không giải thích mà chỉ thấy rằng hãy có lửa thì có tia sáng, có nóng, không tách rời được. Mà hình ảnh đó trẻ em, người thổ dân chấp nhận liền. Ví dụ thứ hai, khi tôi nói tới âm thanh thì đương nhiên ông bà nghĩ tới có thể trong đó có âm nhạc, nhất là âm nhạc được đem vào trong phụng tự nghệ thuật. Bây giờ mình thấy rất nhiều. Làm sao phân tích được âm giai, âm điệu và âm tiết? Đó bây giờ hỏi anh ca trưởng, các nhạc sĩ trong này, kể cả cha Huỳnh là nhạc sĩ, làm sao tách được âm giai? Tôi nói ba chữ đó có lẽ hơi khó. Chữ giai là cái bậc cấp cao thấp, tức là những nốt nhạc cao thấp. Cho nên mình gọi chữ âm giai là bậc thang của những âm thanh, mình gọi là game. Rồi tới âm điệu, nó có cái điệu này, điệu kia, tức là nó dựa theo cái cách trình bày tình cảm. Ví dụ có điệu slow rock, có điệu twist, có điệu cha cha cha. Rồi âm tiết lại khác nhau tùy cái nhịp. Tiết là từng khúc, phân nhịp thì có nhịp 2-4, 3-4, 6-4, vân vân. Có mấy nốt nhạc là thời xưa mình chỉ có sòn là do re mi, là nhạc ngũ cung của mình, mà cũng làm bao nhiêu bài hát ở Á Châu này. Rồi đến nhạc Tây Phương vào với 7 nốt nhạc do re mi fa sol la si. Tất cả nó nằm trong âm giai, âm điệu, âm tiết, tức là trong âm thanh. Một âm thanh phát ra luôn luôn sẽ có thể có những điều đó. Làm sao tách rời ra được? Cho nên người Tàu không nói âm nhạc, mà khi có âm giai, âm điệu, âm tiết hòa hợp với nhau thì sướng lỗ tai, cho nên nghe khoái lắm. Họ gọi là âm lạc, họ không gọi âm nhạc.
ai có người bạn là người Hoa hỏi coi, người Quảng Đông gọi là dấm lột, tức là âm lạc, nghe vào vui tai. Còn mình nói âm nhạc là mình lại thêm chữ nhạc nữa vô. Tôi thấy ở Việt Nam mình đọc kinh nó cũng như nhạc ấy. Nhất là đồng bào miền Bắc. Đó, tôi là ơn Đức Chúa Giêsu, nghe không? Rõ ràng không? Có nhạc đấy. Vì Chúa đã thương tôi vô cùng, là vì là đố đố là đố đố là mì. Một chút là chán lại đổi tông, sòn si rế nó hay lắm. Cứ nghe đồng bào miền Bắc đọc kinh đi, rồi sẽ thấy âm nhạc đến. Vậy làm sao tách rời? Có ai có khả năng để tách âm giai, âm điệu, âm tiết ra không? Không. Cả ba là một, mà cả ba rất khác nhau. Ví dụ thứ ba, ai cũng có kinh nghiệm, đối với đại đa số người Kitô hữu nên dùng tình yêu trong gia đình để nói về Chúa Ba Ngôi. Rất đơn sơ, cha, mẹ, con, ba chữ là bốn hình của tình yêu Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Liên hệ giữa cha và mẹ, hai người yêu thương nhau, tạo ra cái tình yêu chung, gọi là tình yêu của chúng mình. Rồi cái từ cái tình yêu của chúng mình, nó loài ra cái kết quả tình yêu của chúng mình là đứa con. Ba nhân vị, vợ, chồng, con, hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác, nhưng cả ba là một. Để trở nên tình yêu gia đình, chỉ cần một trong ba cắt đứt những liên hệ đó thì tình yêu gia đình bị biến dạng, bất hạnh. Đối với tình yêu như thế, có ai mà bỏ công ra để ngồi phân tích tình yêu đâu? Bởi vì phân tích cũng không được. Có ai nhốt được tình yêu trong một định nghĩa không? Chưa thấy. Có ai cho một định nghĩa đúng nhất về tình yêu chưa? Trên thế giới cũng chưa. Nhưng con người vẫn cứ yêu, vẫn cứ rung động và sung sướng vì yêu và được yêu lại. Con người yêu thương chứ không cần ngồi đó suốt ngày để đặt vấn đề yêu là cái gì. Làm sao tách được giữa nam và nữ? Tôi không thấy tách được. Con người không cần phải hiểu tình yêu là gì, nhưng ai cũng vẫn yêu và tìm thấy hạnh phúc trong đó. Do đó sống trong tình yêu chứ không cần phải phân tích tình yêu. Từ đó một vài linh mục nói chỉ cần sống trong ân nghĩa ân tình của Thiên Chúa, chứ đừng tìm hiểu, vì đầu óc của mình nó như một cái ly bé nhỏ, làm sao múc hết một khối nước của đại dương vào đó, trừ ra nếu mình có cái ly chứa được cái đại dương đó. Đó là mình đã bằng Thiên Chúa mất rồi. Đó là cách nói chứ làm sao bằng được. Tôi lấy ví dụ hồi nhỏ tôi có ghét một anh chàng kinh khủng, là vì anh tới anh ngỏ lời đòi cưới chị cả của tôi. Và chị mà nhiều người thấy, tôi rất là thương từ nhỏ lớn, ba má đều bận biểu đi làm, thì cái người chị cả là người săn sóc mấy đứa em. Tôi ghét một phần, nhưng mà đứa em út của tôi bây giờ nó ghét kinh khủng, là bởi vì cái thằng cha vô loại nào tự nhiên tới nháy mắt một cái là bà chị bỏ mình đi theo nó. Rồi giải thích mấy nó cũng không hiểu, nói đó là tình yêu đó em. Nó yêu cái gì? Lớn lên rồi nó sẽ hiểu, nhưng bây giờ nó đâu có hiểu. Hoàn toàn nó không hiểu tại sao lại rồi chưa quen biết gì hết, rồi cười cười, rồi nháy nháy mắt, rồi hẹn hò, rồi dắt dìu nhau đến ông cha đọc cái quái gì đó. Hôm đó lại còn bảo nó cầm chiếc nhẫn lên, giống như một cái đứa page boy cầm nhẫn lên. Nó vết mẹ nó đâu muốn cầm, nó đang thụ mà, tại nó không hiểu. Làm sao nó hiểu được? Nó không hiểu. Rồi lớn lên nó lại đi theo con đường đó mà không cần hiểu. Như vậy hôm nay nói về tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, xin hãy nhìn lại mỗi gia đình của mình. Đó là hình ảnh đẹp nhất để sống cái mối yêu thương giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba chữ đó cũng là ngôn từ của con người dùng, không diễn tả được. Có một vài người cố gắng dùng khoa học để chứng minh rằng không có Thượng Đế.
Tôi vừa đọc một cái video clip của thầy Đa Minh Phước. Thầy nói những người chứng minh rằng không có Thiên Chúa khó hơn những người chứng minh rằng có Thiên Chúa, là vì họ dùng khoa học nhưng mà họ cũng không làm ra được khoa học, mà họ chỉ nhìn thấy những định luật khoa học, mà càng khám phá ra thì giống như mình moi một cái lỗ, lúc đầu nó bé, rồi mình cảm thấy có đất này, đất kia, có cát, có đất sét. Mình càng moi thêm thì lỗ càng to ra, mình càng lạc lõng trong đó. Hoa Kỳ vừa mới thiết kế một cái viễn vọng đài tối tân nhất hơn cái ở Paloma nữa. Và họ giật mình khi càng nhìn xa thì những galaxy, tôi không nói là những ngôi sao, những mặt trời, mặt trăng, galaxy tất nhiên là gồm có mấy tỷ cái trong đó. Mình ở trong một galaxy, Thái Dương hệ của mình nằm trong một galaxy, tức là hàng tỷ những cái ngôi sao quay quần bên nhau. Và họ rất ngạc nhiên rằng họ khám phá thêm một galaxy mới tuần rồi, ở cách mình bao nhiêu năm. Muốn đi bằng tốc độ ánh sáng phải đi có thể đến 4 năm mới tới. 4 năm đi bằng tốc độ ánh sáng 300.000 cây số trong một chớp mắt, mà phải đi trong 4 năm. Đi bao giờ tới? Nếu đi bằng tốc độ xe hơi của mình 100 cây số giờ, phải đi, người ta tính ra gần 50 thế kỷ, chứ không phải năm, tức là 500 năm. Nó rộng mênh mông. Mà nếu nhìn ra đó và nói làm gì có Thiên Chúa, thì giống như cái người đó mang cái đồng hồ trên tay và nói cái này tự nó có, đâu cần ai làm. Y như vậy, điên khùng y như vậy. Ông bà nào, chị nào đang đeo cái đôi hoa tai thật đẹp long lanh trên lỗ tai, rồi bây giờ cầm lên nói không có thằng nào làm, mà tự nhiên nó có à? Y chang những người vô thần nhìn chung quanh và nói mấy cái này tự nhiên nó có, đâu cần ai dựng nên. Đó là cái sai lầm. Trong thánh lễ hôm nay, xin cầu nguyện cho mỗi gia đình trở về với cái tình yêu nguyên thủy nhất, cha, mẹ, con, để sống cái tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi thiết thực nhất. Nhất là trong năm Hồng Ân. Hồng Ân tức là tình yêu. Xin hãy đón nhận những hồng ân đó qua gia đình mình trước. Xin đừng tìm ở nơi khác. Hạnh phúc thay ai còn cha mẹ để có thể đáp ứng lại những tình yêu đó.